ba cây nguyệt quế khủng đã đắp chậu tiểu cảnh, được chủ hét giá hàng trăm triệu đồng. Ba cây này thì chủ kêu là 800. Đi xích đỡ được rồi. Đây là cây đứng nằm ở giữa và hai cây dán bay nằm hai bên. Đây là cây dán bay phía bên phải. Cùng nhìn lại cây phía bên trái, cây bên phải là cây bên trái là cây có thân bay nằm nghiêng, phải nhìn cận cảnh vào gốc. Sình và mẹ dưới lúc phải là